Thưa sư, tôi thường nghe các sư giảng rằng người nữ nghiệp nặng, tại sao phạm tội cưỡng bức lại toàn là đàn ông? Câu này nó cũng khá là thú vị. Xin thưa như thế này, nó có những cái nghiệp mà nó thuộc về một cái loại giới tính hơi bị nhiều. Ví dụ như cái nghiệp mà cưỡng bức này thì đa phần là đàn ông, mà không phải là người nữ không có, người nữ vẫn có, nhưng mà đa phần là đàn ông. Mà cũng có cái nghiệp là đa phần là người nữ, cái nghiệp tà dâm này nè, cũng có nghiệp đa phần người nữ. Nghiệp gì? Buôn phấn bán hương. Đàn ông cũng có, nhưng mà so với đàn ông thì phụ nữ nhiều hơn. Mà cái định nghĩa của cái chuyện mà buôn phấn bán hương á, nó là cái gì? Đó là cái chuyện mà quan hệ nam nữ với một cái đối tượng vì cái mục đích lợi ích đó, và đối tượng đó không phải là người chồng duy nhất của mình, thì đó là phạm tội tà dâm. Và đó được xem là chúng ta mua bán, tại vì chúng ta lợi dụng cái vốn tự có để chúng ta đạt được cái lợi nhuận. Chứ chúng ta đừng có nói là chỉ có những cô gái mà đứng đường thì mới là làm cái nghề này đó. Rồi có những người thì họ sẵn sàng, họ vì một cái túi xách, vì một cái điện thoại, hoặc vì một cái vị trí nào đó trong công việc thì họ cũng sẵn sàng họ làm cái nghề này. Chẳng qua cái số lượng khách hàng của họ thì nó ít hơn những cô gái đứng đường thôi, nhưng mà nó vẫn là cái nghề như vậy thôi đó. Thành ra chúng ta không thể nào chúng ta kỳ thị giới tính. Có những cái nghiệp á, là nó riêng về một cái giới tính là nó phạm nhiều hơn đó, như là cái tội cưỡng bức thì người nữ thì ít hơn người nam, nhưng mà không phải là không có, người nam thì đa phần là nhiều. Nhưng mà còn cái nghiệp là cái nghiệp mà mua phấn bán hương á, mua bán bằng cái vốn tự có, cái nghiệp đó nó là ác nghiệp chứ không phải là cái nghiệp thiện nha, nó là ác nghiệp nha. Và người nữ nhiều hơn người nam thì chỉ như vậy thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nó giống như cái người nam á, khi mà phạm cái tội tà dâm á, họ sẽ chuyển đời sau kiếp khác, sau khi đương nhiên là đi địa ngục rồi nè, địa ngục cho đã, hết địa ngục này qua địa ngục khác đó, cho đã rồi đó, rồi lên ngạ quỷ rồi có khi là đi xuống địa ngục, đi ngược lại xuống địa ngục, rồi lên ngạ quỷ lại xuống địa ngục, rồi ngạ địa ngục dọn dưới chơi cho đã, lên ngạ quỷ lại xuống địa ngục. Một cái phước hiếm hoi nào đó họ mới lên được làm súc sanh, được lên làm loài thú. Trong cái kiếp làm loài thú là họ bị thiến nha, phạm tội tà dâm làm thú là bị thiến, chứ không phải thú thường đâu, thú bị thiến. Và khi làm thú như vậy đó thì có khi lại xuống địa ngục, rồi lại lên ngạ quỷ, rồi lại xuống địa ngục, lại lên ngạ quỷ, rồi lên làm thú, là thú là bị thiến. Thì cứ như vậy đi vòng vòng như vậy đó, rồi được một cái phước nào đó, hãn hữu nào đó, cơ hội nào đó được làm người thì lại là người nữ. Một nếu mà là người nam á, là cái người bị thiến, hoặc là giới tính nó không có rõ ràng, có nghĩa là thân coi như là hồn cô mà xác cậu á đó. Đó, hoặc là đổi thân làm người nữ, nó cứ như vậy, liên tục như vậy. Và xin thưa là đã làm người nữ rồi thì cứ xác định là làm cái thân nữ đó lâu dài, làm cái thân nữ đó lâu dài, mà phải làm những cái nghiệp, những cái phước mà tương ứng để mà làm người nam á, thì mới trở thành người nam. Còn không là thôi, anh cứ xác định nha, hồi xưa là thằng mà bây giờ là con suốt luôn, con suốt trong vòng luân hồi luôn. Trừ khi mà tới một, chúng ta làm một cái phước nào đó, những cái phước thiện nào đó mà nó tương ứng để mà được sanh làm là đàn ông,
thì mới được lại làm đàn ông, chứ không phải là cứ làm phụ nữ. Thành ra đó, làm đàn ông rất dễ quay trở lại làm phụ nữ, chỉ cần anh phạm cái nghiệp như là cái nghiệp tà dâm là anh đi xuống làm phụ nữ. Còn phụ nữ thì đương nhiên là không có chuyện phụ nữ phạm cái nghiệp tà dâm là làm đàn ông đâu, phụ nữ nghiệp phạm tà dâm thì vẫn cứ làm phụ nữ thôi đó. Thành ra đó, chúng ta không nên đem một cái lỗi, một cái tội thường gặp ở một cái giới tính cụ thể nào đó mà chúng ta nói là chúng ta đi kỳ thị. Chỉ đơn giản là chúng sanh khi mà họ được cái gì nó tốt đẹp hơn thì họ có khuynh hướng họ phá cái đó. Ví dụ như là tôi có tiền, tôi có khuynh hướng tôi xài tiền, xài phá sản đó. Tôi có nhan sắc là tự nhiên tôi có khuynh hướng tôi lợi dụng nhan sắc của tôi để tôi tà dâm rất dễ, tại vì trai nó bu đầy bu nhiều quá hoặc gái nó bu nhiều quá thì nó cho không biếu không, mà ngu gì không xài đó, nó vậy đó.